Vâng, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Điện thoại Vui TV. Từ xưa tới nay thì nhiều người vẫn nghĩ là sử dụng MacBook lẫn iPhone thì nó sẽ gửi file qua lại, nó sẽ tiện hơn và nhanh hơn. Tuy nhiên là không phải cứ iPhone thì nó mới gửi qua MacBook nhanh được. Bằng chứng là mình đã sử dụng một con máy Android và mình gửi file, gửi video, gửi ảnh từ cái máy Android này sang cái MacBook và nó vẫn rất là nhanh và nó mượt ơi là mượt. Thì cái cách làm như thế nào thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành vào video thôi. Đầu tiên đó là cái cách khá là đơn giản, đó là các bạn hãy tải Telegram trên cả MacBook lẫn một cái điện thoại Android về cho mình. Thì ở đây mình đã vào trong cái Telegram của điện thoại mình rồi. Cái cách đăng nhập nó cũng khá là đơn giản thôi. Đây các bạn có thể thấy đó là địa tài tài khoản của các bạn được đăng nhập ở một thiết bị nào đó, ngày nào, giờ nào. Đây, cái mã đó là nó sẽ gửi cho bạn một cái dòng code. Nếu như mà đúng là bạn á thì các bạn chỉ cần nhập cái dòng code này vào, tự động nó đăng nhập vào luôn. Không cần phải mật khẩu, không cần phải xác minh cái gì hết. Và nó rất là nhanh và mượt. Đó, thì cái cách mà để các bạn gửi một cái file nào đó từ điện thoại sang một cái MacBook, đó là các bạn hãy vào cho mình cái dấu ba chấm ở bên tay trái màn hình đây. Sau đó các bạn tìm xuống là Save Message ở đây. Rồi và đến đây thì các bạn chỉ cần tìm một cái file nào đó và các bạn cho phép truy cập cho hết cho mình. Đây rồi, tìm. Rồi các bạn gửi vào. Đó. Và sau khi mà các bạn gửi xong thì ở đây nó có một cái Save Message. Đó là những tấm hình các bạn đã chụp xong và nó đã nằm sẵn ở đây rồi. Thì đây mình đã làm test thử. Thì từ đây các bạn có thể tải cái này về khá là đơn giản thôi. Đó là các bạn bấm vào này đó, các bạn bấm tải về và nó nhấc rất là nhanh, rất là mượt thưa các bạn. Và mình thì mình rất là thích cái cách này. Tại vì cái cách này các bạn còn có thể gửi được cả clip, cả những cái tài liệu nặng khác ngoài cái cả ảnh cũng như là video. Đó. Cái cách thứ hai đó chính là các bạn sử dụng cho mình cái trang đó là snapdrop.net. Đây, cả hai máy mình cũng đã đều vào rồi. Một cái lưu ý là các bạn phải sử dụng cùng một mạng wifi trên cả hai máy. Thì ở đây hiện tại trên MacBook là mình đang sử dụng mạng Studio 3. Còn ở trên cái máy điện thoại mình cũng sử dụng Studio 3 luôn. Đây các bạn có thể thấy đó là hai máy kết nối chung một cái mạng wifi. Đó, và cái cách mà các bạn gửi file cũng đơn giản thôi. Đó là các bạn bấm vào, đây bấm vào chỗ Mac Safari, bấm ảnh. Rồi và các bạn nhìn nè, đó, các bạn chọn cái ảnh này xong, lập tức trên này đã thấy một cái ảnh nhận liền luôn. Đó, các bạn thấy nó nhanh không? Đây là cái tốc độ của mạng wifi 5GHz đó, là nó chuyển file rất là nhanh. Và sau khi mà các bạn gửi xong thì nó đã hiển thị lên màn hình đây rồi và các bạn có thể bấm tải về. Đây, mình sẽ bấm tải về thử. Đó, và các bạn sẽ bấm vào đây xem. Đây, bấm cái ảnh nó lên. Đó, đúng cái ảnh hồi nãy luôn thưa các bạn. Các bạn thấy nó nhanh không? Đó, và đây là một cái mình thấy khá là tiện. Tại vì đôi khi là các bạn ngồi trong cùng một văn phòng, các bạn có thể kết nối cùng một cái mạng wifi để gửi qua gửi lại. Đâu có phải là cứ iPhone gửi qua MacBook thì nó mới nhanh đâu. Bây giờ cả Android gửi qua MacBook cũng rất là nhanh, nó đâu có thua kém gì iPhone đâu. Đó. Và đó là cái cách mà mình đã gửi file từ cái điện thoại Android sang cái MacBook Air của mình. Và nếu các bạn cảm thấy như là mình thiếu sót cái gì hay là cái cách làm của mình nó còn dở chỗ nào thì các bạn đừng quên để làm một cái comment để bổ sung cho mình ở phía dưới phần bình luận nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.